Quang Quân và Chí Dũng đã mang vàng về cho quân Việt Nam. Chiến thắng này của Hoàng Sao gần như một chức vô địch của Việt Nam tại trận thi đấu này. Xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả của Vietnam Billiard Promotion và chúng ta cùng quay trở lại với giải đấu TD Pool Master League 2024. Và hôm nay là ngày thi đấu thứ hai, lượt thi đấu thứ hai của vòng 2. Các bạn có thể theo dõi trực tiếp toàn bộ giải đấu này thông qua hạ tầng của web thể thao YouTube Vietnam Billiard Promotion, YouTube web thể thao hoặc Facebook Vietnam Billiard Promotion. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể xem những phần phát trực tiếp thông qua Facebook TD Billiard Club. Trên màn ảnh của các bạn thì đang là bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại sau khi kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, kèm với đó là một trận đấu của vòng 2. Dương Quốc Hoàng ngày hôm qua để thua anh Đỗ Thế Kiên trong lượt 1 vòng 2. Vì vậy là hiện tại anh đang có cùng số điểm với Đỗ Thế Kiên, nhưng mà hiệu số của anh thì quá tốt. Hiệu số của anh đang hơn Đỗ Thế Kiên là 10 điểm. Tôi bình luận viên Minh Tước rất hân hạnh khi được phục vụ quý vị khán giả cho phần bình luận trong luồng phát trực tiếp này. Đây là vòng thi đấu 6 người thi đấu vòng tròn. Như vậy là mỗi người sẽ thi đấu tổng cộng là 5 lượt trận. Ngày hôm qua thì đã diễn ra 1 lượt trận rồi. Như vậy là ngày hôm nay sẽ còn 4 loạt thi đấu nữa để chọn ra 4 tay cơ vào bán kết và chung kết. Vâng, như vậy là trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Trận đấu giữa hai tay cơ Nguyễn Phúc Long bên tay trái và Dương Quốc Hoàng bên tay phải. Và như vậy là cú phá bi đầu tiên sẽ thuộc về tay cơ Nguyễn Phúc Long. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã có những lời quan tâm. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cú đề pa đầu tiên của anh Nguyễn Phúc Long. Vâng, và cái việc nhấp này nó là đề pa của đề pa các bạn ạ. Vâng, như vậy là anh Phúc Long đã ăn được con bogey mục tiêu số 1.
sẽ là một trận thi đấu chạm 9 ạ, và trận chung kết sẽ là trận thi đấu chạm 11. Vâng, một cuối cú đẩy cú lấy áp phê 2 băng. Bây giờ sẽ là một cái cú đánh 1 băng thôi, bị cái ra khu vực giữa bàn. Má như thế nào đây? Ồ, má này khá khó chịu nha. Thứ nhất là cái áo của anh Long nó sẽ dễ chạm vào bì số 5. Thứ hai là nó hơi với một chút xíu. Để xem có vấn đề gì không. Vâng, khá lấn cấn đấy ạ. Và có lẽ sẽ một cú ép 2 băng từ anh Phúc Long. Quá tốt. Vâng, lấy má lụt đi. Bây giờ sẽ đẩy cú lê 1 băng ra có bị số 6 vào lỗ giữa. Cứ thẳng tắp là đẹp nhất. Vâng, như vậy là điều bị số 6 cùng lỗ. Có lẽ là hơi má hơi sượng một tí. Hơi sượng một tí thôi. Nhưng mà có lẽ vẫn hoàn toàn là ổn. Một đường điều đẹp mắt của anh Phúc Long các bạn ạ. Một đường điều phải nói là cực kỳ đẹp mắt đến từ Tây Cường Nguyễn Phúc Long. Rất hay. Vâng, những cái đường điều cực kỳ đơn giản các bạn ạ, nhưng mà cực kỳ hiệu quả. Vâng, và sẽ là 1-0. Sẽ là 1-0 cho Tiger Nguyễn Phúc Long. Rất hay, một chấm run out đầu tiên. Ngày hôm nay thì còn những 4 lượt trận của vòng 2, sau đó là bán kết và chung kết, cho nên là phải đánh sớm như thế này thì mới kịp thời gian. Ngoài ra thì còn cho các tay cờ chúng ta nghỉ ngơi giữa giờ, giữa những trận đấu cực kỳ căng thẳng nữa. Với cả để mà có thể kiếm được 250 triệu về với túi của mình thì chắc chắn rồi, cũng phải hơi khổ một tí. Như vậy anh Phúc Long vẫn có thể ăn được con bì số 1. Đường này không biết là anh có muốn cân luôn con bì số 2 để ra con bì số 3 không. Con bì số 3 tôi cảm nhận là khá dễ rồi. Vâng ạ. Hay. Cực kỳ mạnh mẽ. Như vậy là hơi cò tay một chút là có bị số 4 hay chăng? Hơi cò tay một chút. Nào, hãy cùng xem cái đường đánh bằng led này. Và với cái đầu gậy nó không thoải mái cho lắm thì anh có gặp rủi ro gì không? Và 6 rồi qua đầu 9. Liệu có tai nạn không? Vâng, ok. Bây giờ thì anh chấp nhận là đánh con bì số 4 lỗ giữa với... Thứ nhất là cái má nó nhìn hơi khó chịu. Và thứ hai là con bì cá như hơi côn băng. Vâng,
Vâng, đã trượt rồi. Nhưng mà trượt thì ra khá khó chịu. Giờ đây để cho anh Hoàng một cái đường chém mỏng con bi số 4 vào lỗ góc bên tay phải phía xa màn ảnh của các bạn đây. Liệu có một cái cú đánh thoát tay hay không? Một cú đánh thoát tay hai bằng, chạy về xuyên khe 6-7, dựng một bằng thêm nữa. Ồ, hơi va chạm chút con bi số 7 nhưng vẫn hoàn toàn là ổn cho Dương Quốc Hoàng. Bây giờ thì để lại cho anh một cái đường trô khá xa. Khá xa thôi nhưng vẫn có thể là chơi được. Oh no. Còn đường thì chắc chắn là phải chơi ở con bi số 6 rồi. Không có lý do gì để không chơi cả. Và nếu như mà hết đường thì chạy đạn như thế nào đây? Có lẽ là cầm nối thôi. Vâng, vẫn có thể ăn được bình số 6 rồi, tốt. Vâng, con này đẩy cú lên một băng thôi. Ra 8 thế nào cũng có thể sau đó ăn 9 một cách dễ dàng. 9 đang ở cửa lỗ thôi. 3 con bi để quân bình tỷ số 1 đều. Vâng, như vậy tỷ số là 1 đều. Anh Phúc Long bị điều ra con bi số 3 với cái cầu tay nó hơi khó chịu. Và sau đó thì anh bị đánh trượt ở con bi số 4. Dương Quốc Hoàng cũng rất hay khi mà nhặt được hết cái hình bi vừa rồi. Right thi đấu thứ 3 và chúng ta cùng đến với cú phá bi của Dương Quốc Hoàng. Oh, có ăn được bi nào không vậy? 3, 6, 9 đủ cả 9 con bi mục tiêu ở trên mặt bàn. Con này thì có lẽ là cố gắng đưa con bi chủ vào sau đầu con bi số 4 thôi. Chứ con này mà ghép 1, 8 luôn thì tôi nghĩ là không ai làm như vậy cả. Vâng, như vậy cú chạy cực kỳ vừa phải. Hai. Lực rất tốt đến từ Nguyễn Phúc Long. Vâng, một tình huống chạy đạn có chút may mắn. Cú này tôi cảm nhận là cực khó nha. Cực khó đấy các bạn ạ.
cái đường A1 băng dài bên tay trái thì nó bị vướng con bi số 4, đương nhiên rồi. Thậm chí là vứt con 4 ra thì nó vẫn còn con 7 nữa. Còn cái đường A băng ngắn gần màn ảnh của các bạn thì nó đang bị vướng con bi số 9. Vâng, một cú đánh hình chữ Z của tay cờ Nguyễn Phúc Long đây các bạn ơi. Hay. Quá hay các bạn ạ. Một đường đánh phải nói với các bạn là quá hiểu về bia. Vâng, bây giờ mặc dù ra con bi số 2 đường chém hơi mỏng nhưng mà vẫn có thể là ăn được. Không có vấn đề gì cả. Để xem là bây giờ anh chọn một cái đường mà không bị va chạm cái gì thôi. Qua khe giữa con 7 và cái băng dài bên tay trái kia. Tốt rồi. Hình bi được mở toang lên cho Dương Quốc Hoàng và có thể sẽ là 2-1. Giờ đây ra con bi số 3 má chém hơi mỏng. Nhưng mà tôi cảm nhận là vẫn có thể siết được lực. Đường ra mà va vào đầu 6 không biết thế nào đây. Ok, như vậy là không va vào đầu 6 rồi, tốt. Rồi, cú đẩy cú lê các bạn ạ, không biết là có đẩy thoát tay để va vào băng ngắn không. Vâng, vậy chính xác rồi. Một cú đẩy dài ngọn một chút. Rồi, con này đẩy cú lê lên thôi. Cứ một băng nhả ra một tí. Ồ, như vậy là đẩy thoát tay. Rất hay đến từ Dương Quốc Hoàng, cực kỳ tự tin được con bi số 6 vừa rồi. Chính xác là đánh xong round 2 này sẽ là bán kết và chung kết. Sau trận đấu này thì round 2 vẫn sẽ còn 3 trận thi đấu nữa. Cực đẹp cho con bi số 9 rồi. Và sẽ là 2-1 cho Dương Quốc Hoàng. Vâng, hôm nay sẽ đánh bán kết chung kết luôn các bạn nhé. Ôi. Sao nhỉ? Trời ơi. Chịu chết bia rồi. Nào, một cú cân bi của anh Phúc Long. Vâng ạ, quá hay. Trời ơi, quá đáng tiếc cho anh Hoàng. Anh không thể ăn được con bi số 9 vừa rồi. Một con bi số 9 phải nói thực sự các bạn là quá dễ. Quá dễ thì đúng hơn. Dương Quốc Hoàng vẫn cần thêm một chiến thắng nữa để có thể củng cố cái vị trí của mình và chắc suất vào vòng trong. Hiện tại thì anh mới có 6 điểm và tay cờ còn lại vẫn hoàn toàn có thể vượt qua anh được. Thank you.
3, 6, 8 như vậy là ăn được một con bì nào đấy rồi các bạn ạ. Bì con, cụ thể đây là con bì số 4. Được đấy, hình khá đẹp đấy các bạn ạ. Đánh con 1 này dựng một băng lên ra con được con 2 lỗ giữa. Ôi ôi ôi. Nỉ ơi dừng lại. Ok. Vâng, hay rồi, lấy được mã dưới cho bi số 3, bây giờ sẽ đẩy đường tự nhiên thôi, ra được con bi số 5. Sau đó rất có thể là một cái cú đẩy hai băng hay là... Vâng, chắc là đẩy hai băng đi. Đúng rồi, các quay đẩy hai băng ra 6 lỗ giữa. Khoảnh khắc thôi các bạn ạ, việc trượt con bi đấy thì nó cũng là khoảnh khắc thôi. Cũng như các bạn, tôi cực kỳ khó hiểu với cái cú đấy trượt vừa rồi của anh Hoàng. Hơi đáng tiếc. Vâng, lấy má rất tốt. Vâng, quá đẹp rồi. Bây giờ là một cái cú nhấn thôi các bạn ạ. Có lẽ là nhấn với một chút áp phía phải. Con bi chủ qua được khe giữa con 9 với cả cái băng dài kia và ăn 9 cùng lỗ với 8. Quá khéo. Rất hay. Ba một để cho Nguyễn Phúc Long, và thực ra là ở từ đầu trận đấu đến giờ thì anh đã đưa đi được 2 chấm trên tổng số 3 ván thắng. Một ván thì anh nhặt được một con 9 của anh Hoàng. Con 9 này cũng khá khoai khi mà phải cân, nhưng mà anh cũng thực hiện rất là tốt. Một cái nhận định cũng rất là vui. Đó là lâu lâu anh Hoàng động viên anh em Bia Phong Trào. Thật ra là đúng hơn là động viên Phong Trào Bia một chút. Tri ân bằng những con bi bắn trượt. Vâng, và chúng ta cùng nhau đến với rack thi đấu thứ 5. Tỷ số đang là 3-1 người với anh Nguyễn Phúc Long. Đây rồi, ăn được con bi số 1. Kìm được con bi cái khá hay nha, nhưng mà bây giờ thì ra cái đường khó rồi. Thôi thì đánh con 2 sang bên kia, con cái va vào con đầu con bi số 7 và hai con bi bị đuôi nhau bởi con bi số 3 cũng được. Con này mà ghép luôn thì hơi phiêu. Để xem Phúc Long chọn đường gì. Vâng, như vậy là một cái đường gạt mỏng. Có lẽ là chưa đủ. Bởi vì bây giờ Quốc Hoàng cũng có thể có cái phương án chạy đạn y hệt nếu như còn má mỏng vào con bì số 2. Thank you.
Vâng, vậy quyết định dúi con bi số 3 vào. Cú này thì hơi khó để chạy đạn với kiểu đặt bi rồi sượt mỏng 2. Với Phúc Long thì có lẽ đã báo ba bi 3 sát băng. Rồi các bạn ơi, cái này quen lắm này, cái hình ảnh này quen lắm đây này. Vâng, như vậy nhốt con bi số 9 vào cùng. Rất khó ạ. Bây giờ chỉ đơn giản là cuộc thi xem là ai đủ 3 lỗ trước thôi. Chúng ta ngồi, như các bạn ngồi phía sau màn ảnh, các bạn cũng sẽ không biết được cái câu chuyện ở trên bàn thi đấu nó là như thế nào. Vâng, như vậy quyết định không gỡ 27. Như vậy là lỗi 2 từ cho anh Long. Con bi số 2 này thì vẫn chưa sát băng. Một đường gạt mỏng. Một đường gạt mỏng thôi. Quan trọng là con bi chủ nó không quan trọng con bi chủ cho lắm. Chỉ cần lực nhẹ thôi, bi số 2 chạm băng là được. Vâng, vậy và vẫn chạm được con bi số 2. Và thậm chí còn đuôi lại luôn. Rất tốt đến từ anh Nguyễn Phúc Long. Rồi, vẫn chưa thể có đường tự nhiên cho bi số 2 này dành cho cả hai cơ thủ sau những cái lượt thi đấu vừa rồi. Vâng, đường chạy đạn rất hay. Lực phải nói là cực kỳ chuẩn chỉnh đến từ Nguyễn Phúc Long. Thank you.
Vâng, như vậy một cú nhảy đến từ anh Hoàng. Có lẽ là chuẩn bị ra phơi con hai này. Vâng, như vậy là chơi luôn, tuy nhiên thì không ra thuận lợi con bì số 3. Có lẽ sẽ một cái cú thủ ra sau con bì số 6. Vâng, lực rất tốt. Tôi vừa xem lại cái tình huống mà cơ thủ Nguyễn Phúc Long thắc mắc rồi. Thì Dương Quốc Hoàng có kéo con bi chủ về và không biết là cái con bi chủ nó có chạm vào phần đầu tẩy của Dương Quốc Hoàng hay không. Các bạn có thể tua lại và xem. Cái thời điểm khi mà anh Dương Quốc Hoàng muốn đưa con 9 vào. Ôi lỗi rồi. Đã lỗi đến từ Dương Quốc Hoàng. Ơ cái gì đây? Ồ. Như vậy là có lẽ là đường con bi số 5 nó bị nó không còn vào lỗ góc bên tay phải gần màn ảnh của các bạn nữa. Mà buộc phải đưa ra phương án là ghép 5-8 trong tình huống vừa rồi. Tình huống này khả năng cao là vẫn có thể ghép được. Chẳng qua là con bi chủ cái đường đi của nó hơi dài. Cũng trong ván đấu này các bạn tua lại đâu đấy cái đoạn chạy đạn con 9 với con 2 gì đấy thôi. Cái việc mà một tay cơ khiếu nại thắc mắc thì nói thật với các bạn nó là chuyện bình thường của BIA, chả có vấn đề gì cả. Còn tất nhiên rồi, quyết định cuối cùng là quyết định của trọng tài. Một con bi 9 cuối cùng rất là dễ và sẽ là 4-1 dành cho anh. Chính xác, 4-1. Dành cho những bạn nào vẫn đang thắc mắc là phải chạm cái phần boiler vào con bi thì mới là lỗi hay là chạm phần đầu tẩy thì người ta có nói là tip các bạn ạ. Trên luật người ta nói là tip. Thì tip là toàn bộ cái phần đó luôn, bao gồm cả mặt bên lẫn cả đỉnh của cái đầu cơ. Các bạn có thể xem tham khảo thêm ở những cái luật của WNT hay là WPA thì nó đều có ghi như vậy. Tất nhiên rồi, quyết định cuối cùng vẫn là quyết định của trọng tài mà thôi. Một
Một cú phá không thành công. Con bị số 1 này hoàn toàn có thể ăn được. Và không biết anh Hoàng có siết được cái lực để ra được hai lỗ giữa không. Vâng, quá tốt đây. Vậy là anh ấy điều hẳn bì số 2 và lỗ góc cùng lỗ với bì số 1 luôn cho nó thoát tay. Khá hay đấy các bạn ạ. Và bây giờ cú trích để về má đẹp cho bì số 3. Thì liệu con bì chủ nó có bị rơi xuống cái lỗ giữa bên tay trái hay không, hay chỉ đơn giản là một cái cú ủn lên lấy góc vách cho bì số 3, nhưng mà như vậy sẽ cực kỳ là khó để ra bì số 4. Vâng, như vậy là đã thấp đầu gậy từ anh Hoàng. Rất hay. Né cực dẻo khỏi cái lỗ giữa bên tay trái. Vâng, cú này có thể đẩy một băng và ra 8 lỗ góc xa cũng được. Đẩy hai băng để ra con bi số 8 cùng lỗ cũng được. Làm gì cũng hay các bạn ạ. Ôi, vâng, như vậy vẫn là một cú đẩy một băng. Tôi nhìn cái đường con bi cái chạy tưởng nó sẽ đi di chuyển thêm một quãng nữa cơ. Vâng, bây giờ là một cái cú nhấn thôi. Và sau đó sẽ ăn con bi số 9 vào lỗ giữa bên tay phải màn ảnh của chúng ta. Và như vậy tỷ số sẽ được rút ngắn, số còn 2-3 dành cho anh Hoàng. Hay. Ở giải đấu này thì các bạn chỉ có thể đến đây xem theo hai cách, đó là chơi mini game trên fanpage, và cách thứ hai đó là tới thông qua dạng vé mời. Giải đấu này không bán vé và cũng không cho vào thoải mái. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng phục vụ phát sóng tất cả mọi trận đấu. Chính là ngồi nhà như anh em lại hay. Hiện tại đang diễn ra song song 3 trận đấu và các bạn chỉ cần bật 3 cái màn ảnh thôi là được xem toàn bộ giải đấu này rồi. Góc quay có khi còn là ổn hơn với các việc các bạn ngồi ghế. Vâng, một cú phá không ăn được con bi nào của Dương Quốc Hoàng. Vâng, một cú đẩy an toàn. Cú này thì không nào nhường rồi. Nếu mà nhìn thấy mặt con bi số 1 thì sẽ không nhường.
Hơi sai lực một chút và bây giờ phơi ra nguyên đường chặt con mỏng có bị số 1 đấy cho anh Long. Vâng, các bạn có thể bật 3 màn hình để xem 3 trận đấu. Và các bạn chỉ cần bật tiếng của một ông thôi, ví dụ như bật tiếng của mình thôi chẳng hạn. Không cần bật tiếng mấy ông kia đâu. Nào, cùng xem một cái cú đẩy của Lê một băng của anh Long. Vâng, hiện một cú đẩy hai băng. Cái đường vừa rồi suýt chút nữa thì vào mặt con bị số 8. Vâng, lực vẫn hoàn toàn là ổn để cho anh Phúc Long. Má con bi số 6 vẫn ok. Vâng, một cú thấp đầu gậy đương nhiên rồi. Xòe ra cái chỗ băng dài bên tay trái kia. Đẹp lắm rồi. Còn hai con bi nữa thôi. Sau khi ăn con 7 này xong thì tỷ số sẽ được nâng lên thành 4-2 dành cho Nguyễn Phúc Long. Xin lỗi các bạn, 5-2. Một con 9 cuối cùng. 5-2 rồi. Nguyễn Phúc Long đang khá gần với chiến thắng. Và thi đấu thứ 8, tỷ số 5-2. Như vậy là không ăn một con bi nào. Đường cắt mỏng của bi số 1 này là có. Dựng một băng lên không vướng con 5 đâu. Chơi thôi. Chỉ sợ là sau đấy hơi tai nạn là va vấp gì đó hay là lực sai bị đuôi ra sau con bi số 4 hoặc con bi số 8. Một cú đánh tốt các bạn ạ. Quá hay. Hơi cò tay một tí. Không, cò tay con này khá nguy hiểm. Con này có lẽ nhờ sự trợ giúp của Tuấn Con thôi. Với cái cú đánh 9 giờ mà Tuấn Con thì đã bị loại khỏi giải rồi. Cái áo thi đấu của Tuấn Con còn không được thấm mồ hôi của ngày thi đấu thứ hai. Được rồi. Quá nghệ. Quá nghệ đến từ anh Dương Quốc Hoàng. Nhưng mà hơi lỗi má.
Thôi thì đẩy lên, cứ đẩy lên thôi. Và tí chị 9 cũng được. Trời ơi, chắc chắn là một highlight của giải đấu. Chắc chắn là một highlight của giải đấu các bạn ạ. Vua của Carom. Vâng, sẽ là một cú thấp đầu gậy với áp phải. Còn cái trô về. Không biết là có phạm luật không nhỉ các bạn nhỉ? Một cú tạch gậy của anh Hoàng. Có lẽ là đã cài cái áp phê ra đồng hồ ngoài nó quá nhiều. Trời ơi, sau hai bát cơm là một tình huống không tốt của anh Hoàng. Con này nếu mà có đường cân 5 là cũng chơi đây. Bởi vì sau đó có thể là con bi cái sẽ vào con bi số 8 và chấp nhận là đánh bi số 6 đường xa. Với cái việc mà đặt mỏng như thế này thì chắc là thôi. Hay, một đường chạy đạn hay. Rất giống với cái meta chạy đạn bây giờ mà chúng ta thường thấy ở những giải đấu WNT. Và một cú nhảy đường xa của anh Hoàng. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, chạy đạn tốt. Hơi may mắn. Rồi luôn. Đường chạy đạn này chắc chắn là tốt. Có lẽ là cầm gậy nhảy vào tiếp nếu mà nhưng mà không có đường. Nhảy thôi. Hoặc thích thì A bằng cũng được. A1 bằng ăn 5 luôn. Cái cuốn 2 bằng chạy về 6. Vâng, chúng ta xem liệu cái bài thi này của anh có đạt thủ khoa trường năng khiếu hay không các bạn ạ. Không thành công rồi. Có lẽ là hết cái điểm đặt đầu gậy ở dưới tâm bi này cho anh Long. Tình huống rồi mà ăn được con bi số 5 thì đúng là điều bằng mom đấy các bạn ạ. Vâng, tình huống này có thể chạy đạn như anh Long cũng được. Đó là gạt vào con bi số 5. Cho 5 1 băng 2 băng gì đấy. Chính xác rồi. Chưa đủ các bạn ạ. Có lẽ là chưa đủ. Có lẽ là vẫn còn đường để ăn bi số 5 lỗ giữa. Khá khó hiểu. Khá khó hiểu anh em ạ. Ôi thế này thì có lẽ là điểm số dành cho anh Hoàng rồi.
còn 3 con bi để anh Dương Quốc Hoàng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5. 3 con bi thôi các bạn ạ, 3 con bi cực dễ luôn nha. Lực cực đẹp. Vâng, tỷ số đang là 3-5 thuộc về anh Hoàng. Điểm số thứ 3 cho Hoàng sao. Ăn được một bi các bạn ạ, nhưng mà không có đường cho bi số 1. Hơi đáng tiếc. Bây giờ có lẽ là ủn nhẹ con cái qua khe 24 thôi. Ủn nhẹ một tí chút. Con này nếu như mà A băng dài bên tay phải thì cái rủi ro chết cái nó cao quá. Hơi sợ các bạn ạ, hơi sợ. Tất nhiên là trình độ anh Hoàng thì anh ấy vẫn có thể nắn nót một cái gì đấy và... Vâng. Như tôi đã nói rồi, đẩy qua khe 24 để có gì được nhường lại thì còn có cái đường A bằng con bi số 1. Rất hay, một cái cú kick and stick hay của Nguyễn Phúc Long. Cầu thủ Phạm Phương Nam đang dẫn Lưu Trí Dũng với tỷ số 6-2. Đỗ Thế Kiên đang dẫn 6-4 trước Đặng Thành Kiên. Như vậy là đã có 2 trận đấu liên hưu. Để xem nào. Vâng, một cái cú A 2 bằng của anh Hoàng cũng kick and stick đi. Làm điều tương tự. Có lẽ là phơi rồi. Vâng, chính xác là phơi. Thậm chí là còn có cái chỗ đặt cầu tay cho anh Long. Số lượng đầu gậy ở trên bi cái ở thời điểm này vẫn có nhiều. Khi mà con bi chủ nó ra cái phần lỗ giữa kia. Vâng, hơi thoát tim. Con này thấp đầu gậy thôi, một băng dựng lên. Dễ rồi, có lẽ là điểm hưu cho anh Long. Quan trọng nhất là anh có làm được hay không. Hay là một cú đẩy xịt nhẹ đây. Ôi. Không thành công, cực kỳ đáng tiếc. Cú này Dương Quốc Hoàng vẫn có thể chọn cân được nha. Hoặc là nếu con đường có bi số 2 và lỗ giữa nó sáng thì là chơi rồi. Vâng, có lẽ là Dương Quốc Hoàng quyết định là chọn 2 lỗ giữa.
hai ba băng gì đó, nói chung là phải qua được mặt con bị số 5. Như vậy là anh muốn đẩy Afe phải á? Có lẽ là anh muốn đẩy Afe phải các bạn ạ. Hay, một tình huống chơi chính xác của Dương Quốc Hoàng. Chịu rồi, tình huống đó anh Long đánh trượt thì phải chịu thôi các bạn. Có đấy, đầu gậy cũng hơi khó chịu một tí. Cái má mép nó hơi khó chịu một tí để mà chọn cái đầu gậy và đúng lực để từ con bi số 2 dựng lên đẹp con bi số 3 nữa. Anh Long tình huống đấy chắc anh ấy... hơi sai má một tí tẹo anh em ạ. Hơi sai má một tí tẹo. Vâng, vẫn là tốt. Không, tình huống anh Long đánh trượt sao các bạn lại bảo là tôi phải vui. Tình huống đó tình huống đáng tiếc thôi. Còn nếu như mà người khác đánh trượt, ví dụ như là một tay cơ đánh tay trái nào đấy, đánh trượt con đó thì mới cảm giác tiếc. Mới cảm giác là không tiếc chứ. Còn anh Long đánh trượt thì cũng thấy bình thường. Nó là cơ hội cho anh Hoàng thôi. Hơi khó hiểu, chỉ qua hơi khó hiểu một chút là tại sao anh Long lại đánh trượt được con bi như vậy. Anh Hoàng bắt đầu trở lại đây, 4-5. Mong là cả hai anh dồn nhau đến cái đoạn 6 đều đi, cho nó căng thẳng. Đây, tôi kể cho các bạn nghe. Ngày hôm qua tôi có comment vào post của một tay cơ đánh tay trái của Việt Nam tham gia giải đấu này. Thì xong rồi anh ấy bảo với tôi là áo còn chưa kịp được thấm mồ hôi của ngày thi đấu thứ hai. Cái áo của ngày thứ hai còn chưa được mặc thì đã phải ra về bằng taxi và cầm tiền lau nước mắt rồi. Giải đấu này nếu như các bạn chỉ cần tham gia thôi thì đã có ngay 25 triệu. Đây rồi, cú phá đã ăn được con bi mục tiêu số 1. Có lẽ là hơi tự tin đấy các bạn ạ. Hơi tự tin ở tình huống đánh con bi số 2 rồi. Nhưng mà cũng thật ra cũng chả còn cách nào khác cả. Tình huống đấy là bắt buộc phải chơi thôi. Không, thật ra là các bạn cầm 25 triệu thì các bạn cũng phải quay đi quay podcast. Các bạn vẫn phải đi chụp hình. Đại khái là tất cả các bên thì đều có lợi cả. Hợp tác phát triển và xây dựng. Vâng, một cú chém con bi số 2, vâng, quá mỏng ạ. Liệu có điểm hưu dành cho anh Long hay không? Vâng, cú đẩy cực kỳ tin tay. Rồi, cái má bi này không biết anh đẩy cú lên một băng hay là ép hai băng đây. Ép hai băng coi chừng má nặng đánh trượt nha. Sợ nhất cái điều đấy luôn đấy các bạn ạ.
Rồi, dễ lắm rồi anh em ạ. Thế này thì ai cá gì tôi cũng cá. Sẽ là 64 này trong Nguyễn Phúc Long. Quá dễ rồi. Sẽ có điểm số thứ 6 cho anh Long. 64. Vâng, với cái bàn thi đấu này mà tôi đang bình luận cho anh em thì không những anh em nghe tiếng bi rất hay mà anh em còn nghe được tiếng bình luận của bình luận viên Anh Quang. Nếu mà Dương Quốc Hoàng để thua trận đấu này thì thứ tự trên bảng xếp hạng sẽ có sự xáo trộn. Khi mà tay cờ Đỗ Thế Kiên trước đó vừa giành chiến thắng thì cũng sẽ vươn lên. Vâng, vậy anh Đỗ Thế Kiên đã giành chiến thắng 7-4 cho anh Đặng Thành Kiên. Chưa thể nào ăn được con bì số 1 nhưng mà cũng ăn được con bì số 6 đấy các bạn ạ. Ở đây không có góc cam trần nữa, chúng ta nhìn được cái má con bì số 1 này. Nhưng mà tôi cảm nhận là còn. Còn đường ăn đấy ạ. Còn nếu mà chỉ còn đường chạm thôi thì gạt mỏng và nó cũng được. Đưa nó về cái phía băng ngắn ở xa màn ảnh kia. Rồi luôn. Vâng, một cú ủn nhẹ ra con bi số 3. Lấy má lệch một tí rồi đẩy cú lê 2 băng ra con bi số 4. Trồ về một tí tẹo ra con bi số 5. Đứng cái thôi ra con bi số 5. Hết hết hết, hết hình rồi anh em ạ. Vâng, với cái má vách này thì có thể đánh một băng ra thẳng ở bi số 4 luôn. Chứ không cần phải đẩy cu lê 2 băng. Anh em thấy âm thanh có đã không? Anh em đang được nhập tâm vào đúng cơ thủ luôn. Ở câu lạc bộ này đang có cái tiếng gì thì các bạn nghe thấy đúng từng đấy âm thanh luôn các bạn ạ. Đúng rồi, gần như là end game. Như vậy là với cái việc thua, nếu mà thua ở trận đấu này thì anh Đỗ Thế Kiên sẽ vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Âm thanh phải nói thực sự với các bạn là âm thanh ở đây cực kỳ sống động. Rồi, như vậy thì chúc mừng anh Long đã có chiến thắng trước Dương Quốc Hoàng và thứ tự bảng xếp hạng của chúng ta chính thức được xáo trộn. Đỗ Thế Kiên đang đứng ở vị trí thứ nhất với 7 trận thắng. Hoàng Sao đang có 6 điểm, Phạm Phương Nam 5 điểm, Nguyễn Phúc Long 5 điểm, Đặng Thành Kiên và Lương Trí Dũng đang xếp ở hai vị trí cuối cùng thứ 5 và thứ 6 với 4 và 3 điểm. Thưa quý vị khán giả thân mến, hẹn gặp lại các bạn vào 15 phút nữa với những diễn biến tiếp theo của lượt thi đấu thứ 3 vòng thi đấu thứ 2 của giải đấu TD Pool Master League 2024. Bây giờ đây thì xin chào và hẹn gặp lại.